Em chào tất cả cô chú anh chị em quay lại với kênh Quốc Khuyển Bắc Hà nhé. Mọi người hôm nay em lên video mọi người một đàn cún này, một đàn cún cực đẹp cực vip luôn đấy ạ, một đàn cún cực đẹp cực vip luôn. Ở đây có đỏ, có đen, có vàng kim, có hết luôn. Đây này, đây mọi người xem đi nhá. Đấy, mọi người xem đi. Cún này được này, cún này được này. Đấy, đây. Đây. Đây vàng kim thì cũng vàng kim thì một được một cái này. Em này vàng kim cái này, này vàng kim tay dựng nhá. Em cái dựng này em nói rõ luôn, em này tay dựng này. Em vàng kim này, này em vàng kim được này, em vàng kim đây này, được cái này, em vàng kim sau này, đây này, đây này. Em này này là được này. Còn em vàng kim kia này, em vàng kim cái kìa, hai cuốn bằng nhau này. Đấy, một được một cái nhá, vàng kim này. Vàng kim tay cụp thì có một được một cái nhá. Vàng kim tay dựng này, đây là cái này. Đây là hai cuốn đỏ này. Đỏ thì có cún này được này. Đây ạ, cún này được nhá. Đấy. Cún được. Xem cún này được hay cái. Xem này. Thế này nào. Thế nào. Gớm kìa. Thế này. Cún này cái. Mọi người ạ, cún này cái. Cún này cái này. Còn cún to nhất này là được này. Đấy. Cún to nhất được. Em thứ túc mai hoa kia cũng là được này. Đây, tiếp tục mai hoa cũng được này. Đấy, toàn hàng siêu vip luôn mọi người. Đây này, rất nhiều luôn đấy. Nào. Còn hai đen này thì một được một cái này. Có em tiếp tục mai hoa này là cái này. Đây nhá, em này thì được này. Em này được này. Còn em này thì là cái này. Có em hai tay dựng nha. Hai em xù tay dựng một được một cái nhá. Xù tay dựng thì đây có một cặp một được một cái. Em vàng này này. Em vàng này là em vàng kim này là cái này, tay dựng cái này. Ở trong dòng này có ba em tay dựng. Em nói rõ luôn, cún nào tay dựng nói luôn là tay dựng. Cún này ta cay cụp em nói luôn tay cụp. Chứ không thể là tay dựng này bảo tay cụp này bảo tay dựng. Đấy. Có ba em tay dựng đây, em này. Em này là cái này. Em này là được này. Đấy, em vàng kim này là cái này. Chưa? Đấy là nói về tay dựng nhá. Đấy, đấy nói tay dựng. Còn tay cụp này. Tay cụp nhá, tay cụp thì có này. Có em vàng kim tay cụp này, đây này em chỉ này. Đấy, vàng kim tay cụp em đấy được nhá. Em đấy được. Em vàng kim đây, em vàng kim thứ hai là cái này. Đấy, quay này, quay chi tiết mọi người luôn. Đây hai này. Một được một cái đây em được đây. Em cái đây. Bởi vì đây là cái đàn này nó giống nhau. Nên là thích chọn con nào cũng được. Quan trọng là các bác thích chọn cái được thôi. Đấy. Đây là hai được này. Đây là hai được này. Đây cú này được này. Đây cú này cái này, cú ngoài này là cái nhá, đây nhá. Cú đỏ này là cái này đây này. Đấy, cú đỏ cái này. Cú này được này. Đây cú này được này. Rất nhiều luôn, thoải mái đi mọi người, chọn thoải mái đi. Theo dõi thoải mái đi nhá. Đấy. Mọi người theo dõi thoải mái đi. Còn đây là hai cọc này. Cọc này. Cái trong đồng ở đây có bốn con đỏ tay cụp này, bốn con đỏ tay cụp là một đàn. Còn một con to hẳn đây này, con này là con to hẳn này. Đây là con to hẳn nhá. Đây là con này con cún to hẳn này, khác đàn này. Có một đực tứ túc mai hoa nữa kìa. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, một đực tứ túc mai hoa này. Tứ túc mai hoa này trùng bám cổ luôn. Lông rất dày, rất dài luôn nha mọi người nhá. Lông rất dày, rất dài luôn. Nào. Đấy. Đấy, gớm chưa kìa? Gớm như sủa kìa ấy. Nhìn chưa? Sủa kìa, gớm chưa kìa? Đấy này. Sủa gớm ấy. Sủa rất gớm luôn. Đấy. Đây là hai đen này. Hai đen một được một cái. Đấy, mọi người có hỏi chi tiết em nào thì cứ alo em qua số điện thoại 0777 51633 hoặc là 0352129582 nhé. Đấy. Tất cả các cún nó cũng hợp lý thôi. Có cún này mỗi cún một giá khác nhau nha mọi người nhé.
Cún này khác giá này, tứ túc mai hoa khác giá này, bốn em đỏ kia khác giá này, hai em vàng kim khác giá này, ba em tay dựng khác giá đồng khác giá nhau này. Hỏi cún nào thì em sẽ trả lời mọi người cún đấy nhá. Đây ạ. Mọi người cứ liên hệ em ấy, mọi người liên hệ em trực tiếp ấy. Cô chú anh chị em nào xem kênh của em mà chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ em nhá. Trại chó của em ở trên Bắc Hà Lào Cai mọi người biết rồi. Đấy. Rất nhiều cún, em phải chuyên ra những cún đẹp thôi. Bảo hành những cún đẹp cho mọi người luôn. Và có thể nếu mà còn ship trước thì là do thỏa thuận của hai bên. Thì em sẽ ship được tất cả các thành tỉnh thành trên cả nước nhé, 64 tỉnh thành trên cả nước là em ship hết. Đấy, quan trọng là các bác là cái chỗ là chỉ hai mấy bên mua và bên bán sẽ thỏa thuận nhau thôi. Làm sao nó hợp lý là em chuyển. Đấy. Có đực có cái, vàng kim một đực một cái là tay cụp. Con tay dựng là cái. Bốn con đỏ thì có một cái ba đực. Đấy, còn con to con tứ túc mai hoa này là đực này. Cái con to hẳn này là đực này. Đấy. Còn cái con tay dựng thì có đây này, tay dựng này. Mệt quá rồi đi vào đây nằm này. Tay dựng thì có một đực một cái luôn. Đấy. Còn đen này thì là một đực một cái này. Mọi người ok chưa? Đấy. Đây. Nhiều lắm luôn đây à. Đây. 10 con ạ. Tổng 10 con nhà anh nhỉ? 11 à? 11 chú cún nhá, mọi người nhá. Rất là nhiều thoải mái lựa chọn. Thoải mái lựa chọn luôn. Rất nhiều thoải mái lựa chọn luôn. Đấy, mọi người chưa? Thấy ok chưa? Đấy, thoải mái lựa chọn luôn nhá. Đây. Bao đẹp cho mọi người luôn, mọi người ạ. Cún như thế nào có như nào thì em để nguyên thực tế vậy. Tiêm hai mũi tẩy giun hết rồi nhá. Tất cả các cún Bắc Hà, những cún ít nhất là 4 cân rưỡi rồi. 4 cân rưỡi rồi. Còn em tay dựng, 2-3 em tay dựng thì nó vào khoảng tầm 6 cân, 7 cân rồi. Còn có em đực to nhất kia thì nó vào tầm khoảng 6 cân rưỡi, 7 cân. Cứ trên 4 cân rưỡi hết mọi người nhá. Còn hai em đen nó vào khoảng trạng 8 cân rồi. Đấy. Ok chưa mọi người? Đấy, mọi người tha hồ mà chọn. Tha hồ chọn. Mọi người tin tưởng em thì mọi người cứ bảo cún nào là em cử cún đấy. Chứ không cần phải là xem qua video hay hình ảnh gì nữa đâu. Đấy, có như thế nào em quay tất tần tật ở đây rồi. Chi tiết cụ thể ở đây rồi nhá mọi người nhá. Bao đẹp cho mọi người luôn. Bao đẹp cho mọi người luôn. Ok chưa? Ok, thoải mái chưa mọi người? Mọi người có thể vào cái kênh TikTok của em hoặc là Zalo của em. Em trực tiếp ở trên đấy là và Facebook của em. Đấy, mọi người có thể là kết nối với em qua đấy hoặc là số điện thoại em ghi trên màn hình ấy thì là có cả Zalo ở trên đấy hết rồi. Mọi người yên tâm. Em Hiếu Mán Bắc Hà Lào Cai. Em tứ túc mai hoa đẹp luôn. Thì mọi người chất lông này, đây nhá. Mọi người nói nhá, chất lông này. Đây, em nói thật mọi người chất lông thì quá VIP luôn. Đây này. Đây, chất lông này. Ok luôn. Đây, nhìn cún này vàng này, chất lông đẳng cấp luôn này. Đây. Thấy chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Chất lông quá đẹp luôn. Mọi người hỏi đốm lưỡi không đốm lưỡi thì em thực ra nhiều như này này. Nhiều này để kiểm tra từng con một thì cũng mất nhiều khá nhiều thời gian đấy. Đốm lưỡi, huyền đề hay không huyền đề, bây giờ anh chị em cứ đánh giá cái thần kinh con cún cho em trước. Rồi mọi người mới quan trọng mấy cái mảng đấy. Bây giờ những thần kinh con chó là ổn định, đẹp là thần kinh nó tốt thì con cún nó sẽ khôn. Thế thôi, chứ huyền đề đốm lưỡi nó chỉ là một cái góc nhỏ đó mọi người ạ. Đấy. Nhưng mà theo yêu cầu mọi người thì ok thôi. Mọi người thích có hỏi han gì về kể cả huyền đề hay đốm lưỡi có như nào cứ bảo em. Đấy. Nên em sẽ xem từng cún một. Đấy. Còn sức khỏe thì em những chú cún này em đều tiêm hai mũi rồi nhá. Tiêm hai mũi tẩy giun rồi. Có cái em trên em cái cặp em bắt trên bảng này này là anh ấy cũng tiêm rồi đấy. Anh ấy cũng tiêm hai mũi hết rồi nhá. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây.
ra đây. Ok, khả năng video cũng khá là dài ấy, mọi người ạ. Em cũng xin phép kết thúc cái video ở đây đây. Cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì cứ em trực tiếp alo trực tiếp số điện thoại 0777 51633 hoặc là 0352129582. Ok, chào mọi người nhá. Hẹn mọi người video sau. Chúc mọi người có một đầu tuần vui vẻ và nhiều năng lực để đi làm nhá. Rồi các bạn có tiền rồi các quay lại với cún của em. Hello, dạ vâng, em chào mọi người.